Nét sau lưng anh mọi bộn bề lơ lắng nhẹ như máy bay. Giết môi em cho thân đi để giấu em từng bước nhẹ lại. Và anh bên em bình yên, người kia bao cũng hóa dịu dàng và ấm áp. Có vừa không? Có vừa không? Thì đều khúc ấy. Bốn chữ thôi. Ok. Bác mở cái tai nghe đi. Lát mình từ sau chữ nhưng là nhờ các bạn Kayon là phải đổi script một tí cho nó khác đi thì nó mới hấp dẫn được. Chứ còn thời gian lúc đấy mọi người chỉ ngắt đi xong rồi mọi người vào tiếp thôi, nghe nó hơi xịt. Đúng rồi, để làm dặn. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp. Cùng anh Come on!
tay ngang ngang câu hò điều ý. Anh sống hương thiện, ba em vừa lòng, mẹ em vừa ý. Ông nội em là người khó tính lại thích ngà ngà. Anh chẳng nề hà nên sang làm tí, chỉ xin nội cho đi cùng em. Anh sẽ siết môi em thật chặt, sống hạnh phúc cho ông nội xem. Cuộc sống không còn lu bu, sẽ không còn những điều bỡ ngỡ. Nội không cho em cũng đã lỡ, và sang năm đẻ một thằng cu. Yes, trời ơi. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Chào, bây giờ cặp đầu tiên là ai nè, bên đó cử ai để tôi biết tôi cử đội bên tôi. Đầu tiên sáng sớm năng lượng là em cử Ly Dương Bảo Lộc. Em cử Ly Dương Bảo Lộc. Trời ơi, sức nặng của tụi tôi vậy. Bên kia là ai ạ? Thì chắc chắn phải là Thúy Ngân rồi. Thì chắc chắn phải là Thúy Ngân rồi. Trời ơi. Không, con trai mà. Đúng rồi, em muốn ST. Đúng vậy, Ly Dương ST. Ok, em muốn ST. Tôi yêu cầu người đàn ông tím nhất cái bãi biển này. Yeah. À, đấu với lại ST. Phạm Lưu Tuấn Tài. Phạm Lưu Tuấn Tài. Trời ơi, chị rồi. Em có đồng ký không? Đồng ý không? Dù gì cũng từng nhóm nhạc mà tại sao lại phải gọi là diệt nhau tới cùng vậy? Ở với em 10 năm rồi mà không biết em như thế nào. Thiệt là cái gì mà anh không biết em? Em nói đi. Bây giờ em thích ăn cái gì? Đấu rồi đấu này. Chứ phải đấu này. Đấu rồi đấu này nè. Chứ phải đấu này. Ừ, sao hai cái con đấu khổ hoài rồi. Đấu của Isaac và ST chuẩn bị bắt đầu. Lần đầu tiên thấy hai chàng trai đẹp trai quýnh nhau. Mời cô cha tôi tiếp chuột ra chay. Cha tôi tiếp chuột ra chay. Đem cô bắp vô. Cô. Wow. Bình thường còn mấy cô bikini đẹp đẹp mà. Đúng rồi. Ủa bình thường mấy cái cô đi như vậy là đẹp mà. Trời ơi. Ơi. Trời ơi. Ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Tanh quá. Tanh quá. Cảm ơn cô trà nút thật là chay. Trời ơi. Hết giờ được không? Hết giờ. Cái gì nó cũng làm được hết trơn vậy. Thề lắm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 2 phút bắt đầu. Go. Go. Cố lên anh Zack ơi. Cố lên anh Zack ơi. Ê cái gì vậy? Ê cái gì vậy? Cái gì? Nhắc nhắc. Ủa sao giống massage vậy? Sướng 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 sướng. Êm êm. Rã cơ. Phê phê. Có dấu hiệu chống cự. Phải phải phải. Ủa thôi nếu không ổn anh đưa cô Na Chút ba cô đắc vô nha. Em đấm lên cái này liền. Thật sự luôn, tôi mời cho mời cô Na Chút ba Na Đắc. Cho mời cô Na Chút ba Na Đắc. Ê. Ủa. Ê. Ủa. Hay quá vậy. Sao lấy được hay vậy? Vô đây. Wow, đắm nhau kìa. Đắm vô bào tàng rất là. Ê đừng đá anh đừng. Ý à, mạnh lên coi. Đúng rồi. Mạnh lên. Đúng rồi. Ủa. Trời ơi. Ý. Cái tôi sợ quá. Không đánh đâu. Chị ơi. Cô nạt ba tên đất không? Dừng lại. Lại một tên khác nữa rồi. Đánh ra. Ôi ơi, anh Lâm anh nói tí như là một con khô. Rồi. Tiếp lâu. Vô. 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 Anh biết Mai Tyson cái nồi lên phiêu không? Anh gắn giữa tay này sát cho em. Ở cái này mình nhảy rồi anh em ơi. Au. Ây da. Đau. Đau quá. Ây. Quá, 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 quá
lỗi với thầy cô. Có lỗi với bạn bè gia đình. Thầy cô đây. Bạn lên xe buýt cả nhà ơi. Trời ơi cái gì? Bạn lên xe buýt cả nhà ơi. Trời ơi cái gì? Tuyệt vời. Không sợ đâu rồi, em không thấy đúng ai rồi, cần có sợ hết. Như vậy đó. Chết rồi. Trời ơi trời ơi. Bỏ lại à. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hết giờ, con ốc ai giữ? Mời cha rác thuộc đã trai lấy con ốc về. Ai giữ? Ai rác thắng. Yeah. Lên tiếp theo. Rồi bước ra. Rồi tiếp theo cho thí sinh đi mặc quần lục mà hỏi kêu ôm nhau hôn nhau đứng tay là sao trời.